cái này này. À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Totan Rat Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Chiến dịch này có thể nói là đang đến gần phần, có thể nói là hay cấn nhất khi mình bắt đầu chuẩn bị phát triển hải quân. Đây, mình đã bắt đầu chuyển các cái cảng này của mình sang thành cảng hải quân rồi. Và để có thể tiếp tục thì mình sẽ phải chiến tiếp các cái thành tỉnh này nữa, các cái vùng này. Bây giờ thì mình 12 lượt nữa là có rồi. Có lẽ thì hai tướng này của mình thì mình nghĩ là phát triển đến mức này là đủ rồi. Nếu mà tôi giữ súng trường bắn tỉa. Không cần phát triển thêm nữa. Đây có một đơn vị súng trường bắn tỉa. Rồi. Và phá phản lực nữa, chúng ta sắp có phá phản lực rồi. 11 lượt nữa có phá phản lực. Rồi, có lẽ không có việc gì làm, mình sẽ qua lượt đó. Từ trước thì mình đánh mấy trận cũng khá là mệt ở đây đấy. Pháo này thì cũng không khoái lắm, để nó bắn tầm bắn nó chậm, ngắn. Rồi, qua lượt. Quan sát thủ đô Paris xem có gì hot không. Nói chung thì bây giờ thằng Pháp nó... Mà thằng Pháp bây giờ chiến tranh với ai không nhỉ? Rebellions grow in strength over time. Chúng ta có thám thành công. Always act quickly in these instances. Và cảm ơn chị. Bây giờ thì cả bốn nhánh của mình nó đang đều nghiên cứu. Còn cái này này, cái này nó sẽ tăng tốc, tăng 50% manpower của pháo binh này. Cái này mới dã man đấy. Có cái đấy lên thì pháo bắn vãi trưởng luôn. Mấy đệ mình. Sao thằng này nó không lên cấp nhỉ? Không phát triển nhà của nó lên này. Thằng này nữa. Mình chia sẻ công nghệ cho nó nhiều như thế mà nó không lên. Thằng này chia sẻ phát lưng nhà ngay. Bình. Rồi. Thanh niên này đứng ra ra một tí đã. Cho mấy thanh niên này luyện trận cuối. Goros Guerrero. Oh, Von Mutscher lên tướng cấp 4 rồi. Đây. Cái skill này này. Cấp 5 là mắc các bạn ạ. Vâng, cấp 5 là mắc. Hiện tại mình chưa có tướng nào cấp 5 của cái dòng skill đấy cả. Ok rồi, luyện thế là đủ rồi, luyện lắm quá. Mạnh thì cũng vừa vừa. Rồi về nhà. Về nhà, về nhà, về nhà. Mấy cái thằng đệ khỉ gió này nó đi chắn hết đường của mình rồi. Ủa, mình nhớ mình cho mấy thằng quân lên đây rồi. Đúng rồi, thằng nào thiếu một đơn vị sẽ chưa bắn tỉa nhỉ. Này có 3. Không chuyển được quân. Lập thêm một tướng nữa. Tướng này có skill khá hay. Hai tướng. Đâu rồi? Hợp nhất xứ hai thằng này lại là một. Rồi. Alles bereit machen. Thế là xong. Đỡ cái này nữa, sang đây. Tướng này có hai đội, thiếu một đơn vị bộ binh, chưa có pháo binh. Bỏ một đội ngựa này đi. Cho thằng này là vừa. Pepe ở đây đâu rồi?
Các em tiến lên phương Bắc, chuẩn bị cho chiến trường phương Bắc này. Đang phục hồi. Chờ phục hồi hoàn toàn đã là đánh được. Phát triển thành ít hải quân nữa. Đánh nốt thành này là mình hoàn thành nhiệm vụ game luôn này. Nhưng mà mình đâu chỉ muốn kết thúc có một cách easy như thế. Nó phải... Mình nói rồi, mình sẽ đánh nhau với tất cả các cái phe lớn ở trong cái chiến dịch này để cho anh em thấy sức mạnh quân phủ. Bây giờ tướng của mình toàn 8-9 sao, sợ gì thằng nào. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Wow. Nhưng kinh tế của mình vẫn ổn, vẫn đủ 20 quân. Nhưng nếu mà phát triển hạm đội thì chắc là đói nặng luôn. Một đơn vị cái binh cho thằng này. Tướng này mắc cái binh rồi. Mắc cái binh rồi. Bắt cái đơn vị này làm hai. Rồi. Thêm chỗ này nữa. Ba quân đoàn tấn công phương Bắc. Thật thú vị. Ba tướng có thể nói là mạnh nhất của mình luôn. Tướng này thì 6 sao nhưng mà nó cũng khá nhiều skill. Nó lại có cái skill này này. Khá mạnh, nó lại có cái skill này thì mình không thích lắm nhưng mà... Thôi được. Các bạn nói nó không được luyện. Hai thằng này được luyện skill. Nhưng mà thế nó cũng đủ mạnh rồi. 6 sao thôi cũng đủ mạnh rồi. Đâu cần phải 9 sao như anh này. Anh này là nguyên đi đánh nhau và lên 9 sao luôn. Ô, phun máu rồi à? Quánh này cho anh. Thế là... Ôi trời ơi. Ai ơi, nó toàn lính kiếm này. Lính này bắn cũng tởm đời đấy. Ôi, nó nhiều lính kiếm quá. Pháo này. Ôi, chết đấy, cẩn thận, trận này vỡ mồm đấy. Không đơn giản đâu, nó nhiều lính kiếm như này là không đơn giản đâu. Lính kiếm là nó chơi kiểu Ala hội phần. Nó cứ hô thánh Ala vĩ đại, nó lao lên, nó lao thẳng và nó chém mình mà nó không bỏ chạy. Khi nó áp, chưa áp sát, đến áp sát mà nó chưa bỏ chạy là mình cũng mệt với nó đấy. Nó cứ hô thánh Ala lên là chết mình. Có một cái gò rất là cao ở đây. Chỗ này thì phải tiến lên một xíu nữa thì mới cho cái binh pháo binh chiến được. Pháo binh phải lên một xíu nữa. Được cái trận này là tướng chỉ huy pháo binh của mình. E là trận này mình không đánh nhanh được. Đánh nhanh còn vỡ mồm. Nó cho nguyên mấy thằng cầm kiếm nó vác lên là mình còn vỡ mồm. Cái bọn này bắn thì ngu như lợn. Bọn này đúng biết thuật ngữ vãi đạn là bọn này. Nên là bắn ngu như lợn luôn. Nhưng mà cái độ liều chết của bọn Thổ Nhĩ Kỳ này, đây là mình đánh thẳng vào thủ đô của nó rồi đấy. Đang tính cho quân tiến hai góc này để cho nó hoảng loạn. Có thể là mình sẽ tiến theo hai góc này kìa. Đây mình khá gần nó rồi mà. Đúng rồi. Tiến luôn từ góc này sang, nó sẽ bị sợ. Nó sẽ không biết đường mà dàn quân.
nhưng mà không được để nó ám sát. Bên này nữa, đây, tiến từ đây vào. Rồi. Ăn. Ăn luôn. Tiến ở đây em ơi. Nó đang bị hoảng đấy. Mình tiến quân từ hai cánh này là nó hoảng. Con này nó không giỏi. Bắn nhau thì không giỏi nhưng độ liều chết thì rất cao. Ây, ôi, chúng nó lính kiếm là danh bạc này, cẩn thận chết đấy. Pháo của bọn này thì mình cũng không sợ lắm, để pháo nó cứ củi. Ok ok ok. Quay lại. Mặt nó chạy. Bắn luôn. Mình bắn tỉa nó à. Rồi xa một tí. Xô. Bắn tỉa. Làm gì có cái đơn vị nào bắn nhau được với bộ binh phải đứt. Nói về bắn súng thì chẳng có đơn vị nào ăn được. Ô ô ô. Đến đây, đến đây. Máu của mình đang trên đường cao lắm. Bắt từ thì mình đang chạy lên kìa. Từ ra đây, ra đây, ra đây. Cẩn thận. Sao bỏ ra đây. Ghê nhỉ. Toàn mình bắt kiếm sợ thật. Ăn luôn. Cái binh của nó kìa. Đây này không cần. À, đội này đứng dịch ra đã. Xong. Ơ, đừng bắn vào sinh linh con mình đấy. Cho anh. Đây là một quả núi. Không cần bắn, vác lên lên lên. Ôi
gớm nhỉ? Bây giờ nó áp sát à? Tờ, anh em ơi, chỗ này nó có một cái pháo nó bắn à? Nó để nó bắn. Rồi. Nào lên đấy. Ôi chết rồi. Đuổi lại đi. Tao bị mất tinh thần quá. Đi rồi. Nhanh, đi nhanh nhanh. Cái này nó đến nhanh thì chết rồi. Sau này nó đang bán dài. Bóng của mình. Rồi. Ôi lùi lại, lùi lại, lùi lại. Nhanh. Our men are running, sir. Bỏ chạy tán loạn. Không may quá nó lại dừng rồi. May quá nó lại dừng lại rồi. Ui nó đuổi. Đuổi sâu một xíu rồi anh em. Chạy vào cánh rừng này đi, bắn được. Hai đơn vị này chắc sắp hồi rồi. Binh của mình rồi, giải quyết bọn này. Rồi xong. Giải quyết được bọn này. À, may quá. Đánh nhau với bọn nhiều chết nó cũng mệt lắm các bạn ạ. Đừng có tưởng nhàn. Ở đó đây à? Chạy lên, chạy lên. The man of fatigue must rest a while. Ôi, mấy thằng đều chết. Ôi, cái binh của mình đoán được bọn mình chết rồi. Nó toàn đánh vàng rồi mình không có ăn. Chưa bao giờ. Ok ok, nó đến này. Glorious victory, sir. It's soon to be yours. Bắn nó rồi, xoay dây bắn nó thôi. Nó chém nhau bộ binh. Kiếm đấy, nguy hiểm lắm bọn cái kiếm này. Bắn. Ôi. Băng hoàn. Hay quá, tiến lên. Cái bọn cái kiếm này nó liều chết lắm. Ai ra tưởng trận đấy này đơn giản cuối cùng phức tạp thế. Cái bọn thì gió liều chết này nó đánh chả theo một cái bài gì cả, mệt thế. Nó không di chuyển khôn ngoan như quân Pháp, nó cũng không đánh theo kiểu ban giai của quân Nga, không đánh theo kiểu xông lên theo bài bản như quân Nga. Cứ lao lên như đúng rồi. Chẳng theo một cái chiến thuật gì cả. Đúng là bọn có thần thánh phù hộ có khác.
mà chúng nó mà xông vào gần là mình chết đấy. Nó vác kiếm nó đánh là mình thua. Lính của mình chuyên thì bắn chứ không phải mình vác kiếm bắn nhau. Từ đã, đừng vội. Các cánh quân của mình đang hậu nhập vào đây. Cho các cánh quân tiến lên. Quay tròn ra một góc và nó đang bị giữa đánh bọn này mê thật, đánh nhau với mấy cái thằng liều chết nữa rồi. Đánh quân áo thì nó vẫn di chuyển theo kiểu của một cái chiến thuật thể, đánh quân Anh nên là nói về bậc thầy về chiến thuật thì bọn anh nó dàn quân khó lắm, khó chịu. Đây ở mình chơi đang ở độ khó cao nhất của game này rồi, cả về phần chiến dịch cũng về phần trận đánh. Rồi, ăn đây, ăn. Ấy, nó có cho đơn vị mình bắn súng này. Đừng để chúng nó ban dai xông vào thôi, nó mà xông vào chết. Tiến lên. Làm gì thì làm, để chúng nó xông vào. Xông vào là vỡ mồm. The men are fatigued, sir, and must rest a while. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Fatigues are a must rest a while. Bắn ạ. Nó là cái này dùng
rất là mệt với đánh nhau với mấy cái thằng đều chết này. Siegreich und stolz. Zu den Waffen. Ui, cướp được 37.000 cơ mà. Tội gì mà không cướp. Alles bereit machen. Cho thằng này sang đây. Do thám đất của thằng áo bên này. Untersuche Ziel. Có một cái tỉnh này hay quá. Nhưng mà 12 lượt nữa. Phát triển hải quân. À từ đó, cướp bóc đã. Russian. Giao cho Russian. Linke Seite, Marsch. Sir, eure Befehle? Der Sieg ist unser. Ôi dồi ôi, vẫn được hơn 8.000, vẫn chưa. Romania. Vorwärts für Krone und Vaterland. Yes, sir. Stärke und Ehre. 2.000 vẫn nhiều tiền lắm, cướp để còn tích tiền để chuẩn bị phát triển hạm đội. Chúng ta sắp có hạm đội rồi. Có xong thì bây giờ mình phải tuyên chiến với cả thằng Anh ấy. Mình có quân. Thôi rồi, hòa bình chiếm đóng. Tỉnh này thì mình không giao cho thằng nào cả. Sửa lại này. Tỉnh này mình không có ý định giao lại cho ai cả. Nâng cấp cái này lên. Có thêm 2 nhà nghiên cứu công nghệ nữa này. Vùng này nó có đến tận 2 công trình luôn. Nó tăng được có 1. Chuyển nó thành công nghệ này để có thêm spy. Cái này nữa. 6 người nữa. Cái này để từ từ đi. Bố 31.000. Xây cái nhà này lên, sau đó khôi phục quân ở đây này. Sửa cho nó đi. Khôi phục một cái thằng đệ tử ở đây lên. Và mình có thể rút quân đi rồi, sang bên này. Ai da. Ottoman đã bị hủy diệt. Ở cái map chính này hết rồi đấy. Ở cái map chính này là không còn nữa rồi. Còn Ottoman nữa rồi. Ottoman đã bị hủy diệt. Còn các quân đoàn này đang tiến đến đây rồi. Yes, sir. 3 lượt thôi. Tích tiền đã. Nếu các bạn gõ vào tất cả các cái tướng của mình hiện tại, các cái tướng 9 sao của mình hiện tại bây giờ đều là các cái tướng huyền thoại trong Call of Duty trong lịch sử. As the lower orders have become too unhappy, you must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Anh nó làm trò gì chứ này á? Đây nữa. Xem là bọn anh đã chiếm được mấy điểm giao thương chưa này. Ôi ông đệ mình cũng có mấy cái thuyền như đúng rồi. Thằng Nga. Nó cũng đang đẻ thuyền. Tinh áo á, áo còn 2 thành nữa. Áo thì nó chưa diệt lúc nào thì cũng đấy. Áo thì đánh được ai nữa đâu.
dành tiền mua thuyền, mua thuyền tốn tiền lắm. Không nâng cấp tà lao nữa. Yes sir. Alles bereit machen. Vorwärts, marsch. Sir. Linke Seite, marsch. Bereit machen. Thanh niên này thiếu hai quả pháo. Vorwärts für Krone und Vaterland. Rồi, quân có lẽ là mua thế là đủ rồi. Nhiều quá, khó chơi. Alles bereit machen. Männer, vorwärts. Yes sir. Vorwärts für Krone und Vaterland. Trời, cái vùng này nổi loạn lên, cho bà tướng này luyện cấp. Luyện 3 thằng hay luyện 4 thằng nhỉ? Bereit machen. Thế thôi, nhiều tướng quá rồi. Có dùng hết đâu. Đây có một tướng đứng ngủ ở đây này. Tướng này ngon phết này. Ôi, thằng Nga nó chiếm được cái tỉnh này lại rồi. Thế nên vẫn phải cho con đoàn đứng đây sẵn sàng khi cần là có thể sang lại tái chiếm lại này. Thằng này nó còn một tỉnh đây. Là lính. Bạn chả chịu sửa đi cơ. Xem hệ thống chính trị của mình. Chưa có thuyền sĩ. Thuyền của mình toàn thuyền củi. Mời một lượt nữa. Mời một lượt nữa mới có phát triển hải quân ở phía Nam. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture. Rồi, mình có thể quan sát toàn bộ thủ đô Paris của dòng Pháp rồi. Alliot, Nicolas Alliot, tướng này rất thích luôn. Mình chơi quân Pháp kiểu gì mình cũng luyện tướng này. Thế này thì mình không rõ lắm. Nói chung là Pháp có thủ quân ở nhà hay đông. Nhưng chỗ này là mình có thể ăn được này. Nó rút quân đi rồi này. Trước tiên là phải xử lý. Eure Befehle. Ja. Linke Seite. Ja. Macht sie nieder. Config Guerrero. Guerrero. Tốt rồi. Tới nào đấy. Không phải tới này. Bereit machen und Befehl erwarten. Tới này. Đúng rồi. Linke Seite. Marsch. Vorwärts. Marsch. Ihr ergebenes Steady. Aber Skin rất quan trọng. Glorreicher Sieg. Rồi, quá tuyệt vời luôn, thằng Mel sau là thằng này à. Tốt, học được toàn skin tốt rồi. Sir. Thanh niên này chưa học được. Sir. Thanh niên này nữa. Nhưng mà toàn skin tốt, xếp lại đã. Bây giờ muốn nó đổi loạn tiếp cũng mệt đấy chứ. Đơn giản thôi, để giao đất để cho thằng áo à. Để kích động đổi loạn lên. Cái này thì chúng ta sẽ chưa vội mà cướp bóc. Hòa bình chiếm đóng đã. Nếu không nó sẽ học cái skill rất là xấu. Ôi chết rồi. Mình phải là cướp bóc cho để hòa bình chiếm đóng nhỉ. Cướp bóc thì nó mới lên được chứ. Erwarten Befehle. Sir, belagert sie. Die Belagerung ist gebrochen. Rồi, cướp bóc thì nó mới nổi loạn được.
Yes, sir. Weiter! Sir, eure Befehle? Wow. Đội kỵ binh đời cuối. Nào, bây giờ thì thanh niên này chờ mua hai khẩu pháo à? Khỏi chờ đi. Con này đồng minh với thằng Đan Mạch. Ôi chết rồi, không được. Thuyền của mình đang bơi qua đất của nó. Thế thì vẫn phải đợi lượt nữa. Bơi sang đất của nó mà đang bơi trên đất của nó mà lại dám tuyên chiến với đồng minh của nó lại bêm cho này lại bảo lã. Ấy, thằng Đan Mạch này hải quân của nó mạnh gớm đấy, không phải đùa đâu. Nó đưa quân đi đâu à? Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Từ đã always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture a region. Trời, toàn tướng 9 sao đứng đây nhìn đẹp trai vãi. Đây rồi. Sir, eure Befehle? Wir werden siegen! Wir ergeben Stalina. Unerschrocken, unbesiegt! Sir, eure Befehle? Weiter! Hurra! Hurra! Lên được nhiều sao thế? Một Arc Blacker trên land. Một phòng thủ... Thằng nào đấy? Bereit für Befehle! Missing Master. Thằng này học cái này thì nó sẽ không lên được skill gì. Thằng này cũng vậy. Thôi được. Đôi khi mình cũng thể yêu cầu quá cao rồi. Rồi cướp bóc vẫn đang ở mức cao, thoải mái. Luyện skill mạnh mạnh tí là được. Có thằng này thì khá ngon. Hạng một lượt nữa thôi. Bọn anh nó đi đâu hết rồi nhỉ? Không phải chứ nhỉ? Bọn anh nó đi đâu nào hết rồi? Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now would increase your nation's trade income later. Mình lượn vẩn ở đây nó phơi chết. Hay quá. Bọn anh nó đi đâu hết rồi? Nó bỏ trống ở đây này. Có điểm giao thương phát là tiền lên nhanh lắm. Khu vực phía nam này nhà. Chẳng cần thiết phải phát triển. Cái tỉnh này à đây được rồi. Mình sẽ con này à. Con này thì chiến tranh với anh à. Cái tỉnh này tỉnh gì ấy? Wachania. Đây. Mình sẽ động khôi phục của cái thằng Rumani ở đây lên. Kiếm được hơn 7.000 à, kiếm tiền đã. Sau đó khôi phục nó sau. Wachania. Linke Seite, Marsch. Kiếm được tiền thì cứ kiếm đã. Trước khi bàn giao lại cho thằng Kham cứ phải kiếm tiền đã. Mình không tiêu tiền nữa, mình đang dành tiền để phát triển hải quân. Männer, vorwärts! Sir, eure Befehle? Bereit machen für die Schlacht! Phát nữa là mình sẽ khôi phục thằng đệ này lên. Watch out nha. Còn thằng áo thì tập xác định là hy sinh rồi. Nhầm à? Đã bán được vùng đất nào cho nó đâu? Chưa bán vùng đất nào cho nó cả. Bereit machen und Befehl erwarten. Wir triumphieren. Rồi,
Bereit und in Erwartung von Befehlen. Hai thanh niên này xuống đây. Thanh niên này xuống đây. Cộng hòa Rumani được thành lập. Vãi nhỉ, nhiều công nghệ thế. Cho nó lốt cái tỉnh này nữa. Tỉnh này có tên là gì? Tỉnh này có tên là Moldova. Khi chúng ta giao các cái tỉnh cho các cái nước chư hầu ấy thì khi mà nó phát triển lên thì chúng ta lại nhận được nhiều tiền hơn. Để tí em chỉ cho các bạn xem Moldova đây rồi. Chúng ta lại nhận được nhiều tiền hơn. Rồi. Thằng này có 2 tỉnh. Ô, thanh niên này bị thằng Nga nó sắp đánh nơi rồi. Nikolai Nhai dép sốt nó đến. Nhưng thằng này thủ đô của nó đây nên là thằng Nga cũng không dám tấn công. Cái đàn này thì xuống đây hồi máu. Hồi quân đã có thể là tiến tiếp sang lần sang đây đánh nốt cái thành của thằng Áo. Tám lượt nữa. Có pháo binh chưa nhỉ? Lượt sau là mình sẽ tấn công ra đất của thằng này. Tấn công cái thằng đấy xong thì mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ luôn phải. Là hoàn thành chiến dịch luôn đó. Nhưng mà tất nhiên là chắc chắn là anh em sẽ không quân phổ là một trong những nước mà hải quân yếu nhất trong các bốn, trong các cái nước lớn ở cái chiến dịch này, ở cái phiên bản này. Hải quân Anh thì nhanh nhất. À, hải quân Anh thì thuyền bền nhất. Hải quân Pháp thì bắn chính xác và di chuyển nhanh nhất. Hải quân Tây Ban Nha thì chiến thuyền to nhất. Còn hải quân Đức thì chẳng có cái gì là nhất cả. Ôi, đây, thằng Thụy Điển này hải quân nó đông lắm. Thế nên là vấn đề căng. Mua thêm thuyền buôn. Qua một lượt rồi đã. Cứ bình tĩnh mà. Rồi, cứ đánh đây đi. Thằng Nga xin hòa bình à? Xin hòa bình nhưng mà lại chiến tranh với thằng đệ mình. Đương nhiên là không. Mày hòa bình thì mày bắt nạt thằng đệ nào à? Rebellions grow in strength over time. Chúng ta có thêm một thằng spy nữa. Một thằng spy nữa mình sẽ phải do thám cái vùng đất dưới này xem nào. Chúng ta có thêm một spy. Tuyệt vời, chúng ta có 4 spy rồi. 3 spy rồi. 12 spy là mắc. Alles bereit machen! Mày thích đánh anh à? Super rot luôn đấy. Bereit machen. Yes sir. Linke Seite. Marsch. Sir. Linke Seite. Yes sir. Marsch. Vorwärts. Marsch. Ihr ergebenster Dienst. Sir. Verfolgt sie. An nó luôn. Siegreich und stolz. Sir. Yes sir. Sie haben den Skill. Yes sir. Luyện cấp có gì là khó đâu. Rồi vẫn tiếp tục nổi loạn được thì không vội.
chúng ta có thêm các lực lượng spy mới. Spy thì các bạn có thể dùng để ám sát hoặc là để do thám, như ví dụ như mình đang dùng ở đây đó là mình cho nó do thám. Ủa, thằng Pháp toàn công trình đời cuối hết rồi à? Ôi, đội cận vệ ra pháo phản lực các kiểu là chuẩn bị có rồi. Cho cái thuyền buôn của mình chạy xa xa xí nữa. Không, thằng Thụy Điển nó phôi chết. Để nó di chuyển xa xa một tí xuống phía nam đã. 4 lượt nữa là chúng ta bắt đầu tuyển. 4 lượt nữa bắt đầu tuyển thuyền chiến. Mới có năm 1808, trong khi đến tận năm 1812 chúng ta mới kết thúc chiến dịch cơ mà. Chúng ta mới đi được có 3 năm. Từ năm Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Vâng. Có tiếp đội thuyền buôn. Thằng Anh đã bỏ đi đâu hết rồi? Chiếm hết các điểm giao thương trên này. Thằng Thụy Điển nó cũng cử hải quân nó đi hết rồi. Ô. Thằng Nga cho thuyền ra đây này. Mình có thuyền đóng đây rồi thì nó không bắt được mình. 3 lượt nữa bắt đầu phát triển hải quân. Rồi bây giờ là một quyết định khó khăn. Chiến tranh với Marienburg. Use this option to officially declare war on another nation. However, rồi, do not do so without first considering the consequences. Dám đánh tay đôi mình à? Thằng này nó bị liều thuốc cho trái tim à? Như trận này thì khả năng mình sẽ không có quân tiếp viện. Bởi vì là cái bản này thường nó đánh nó không cho tiếp viện. Nó chỉ cho 20 đơn vị quân trong một map mỗi bên. Hơi quái thai ngâm giấm một tí. Ôi, nó còn trời mưa nữa. Tất nhiên là mình có thể dùng cái cách là cho quân bỏ chạy khỏi chiến trường để nó có mỗi khẩu pháo đây à? Tấn công nó từ hướng này. Và bỏ chạy khỏi chiến trường thì chúng ta sẽ có thể cho quân tiếp viện nó vào. Và khi chúng ta bỏ chạy khỏi chiến trường thì quân tiếp viện nó sẽ tự động vào. Đấy. Nhưng tất nhiên đó không phải cách chơi của mình. Chơi cái trò mèo. Đơn giản là mình sẽ không cho quân mình phải bỏ chạy khỏi chiến trường. Đánh thế thì chán quá. Người lính mà bỏ chạy khỏi chiến trường nghe đã thấy buồn. Mong mấy thằng Marienburg đánh xong bọn này thì mình sẽ tiến đánh luôn thằng Đan Mạch để chiếm nốt các cái cảng biển của nó. Khi đó thì mình sẽ có lực lượng hải quân để đánh nhau với hải quân Anh, hải quân các nước luôn. Lên em ơi, chỗ này có một cái gò núi. Gò đồi. Đúng rồi, chỗ này pháo binh của nó không ăn được. Pháo binh của nó cũng đang di chuyển.
đây có một cánh rừng. Để binh vào mình hoa, trời mưa di chuyển sẽ chậm. Nó phòng thủ à, nó không có tường rào đâu. Không sợ, bọn này nó cũng chỉ là quân Đức nhưng mà nó không mạnh bằng mình. Ngoan thua, cho pháo binh lên trên này. Nó đang di chuyển kiểu gì đấy. Sao bọn này nó cứ bỏ chạy, cứ chạy ác thế nhỉ? Mình phải nói thật với các bạn, khẳng định với các bạn một điều rằng là Napoleon là phiên bản là đánh trận thực nhất trong tất cả các bạn chúng tôi vua. Các bạn sẽ phải nghiên cứu từng một bước một, từng gốc cây đúng không? Mình đã nói với các bạn về từng gốc cây, từng bộ, từng gò là đất, từng gốc cây để điều khiển quân sao cho hợp lý. Cái binh của mình đâu? Binh từ từ đã, binh đứng đây đi. Binh sẵn sàng. Quân của nó có vẻ bị đang bị rối loạn nhỉ? Nó sợ mình như thế cả. Đúng hơn là nó sợ tướng của mình. Tướng của mình nó chỉ là một tướng rất mạnh. Nhưng chúng ta phải cẩn thận bởi vì là chúng ta đang phải đánh nhau với... Mình chưa biết quân tiếp viện của nó vào từ hướng nào. Nhưng mình cũng đặt được pháo ở vị trí cao nhất. Chỗ này, nếu nó tiếp viện vào đúng chỗ đấy thì mình vỡ mồm luôn. Điên này, cứ từ từ mà vậy đi. Không sao thì mình cho quân ra đây điểm trợ. Nó không dám tấn công bọn này. Làm sao thế nhỉ? Đánh nhau đi chứ. Mức phải sợ như vậy chứ. Xem quân tiếp viện mà nó vào từ hướng nào. Mình đang nhìn. Tướng của mình thôi, chạy lên đây. À hay quá, quân tiếp viện của nó vào từ đằng phía này. Được rồi. Vậy thì chúng ta có thể đặt pháo binh ở đây được rồi. Tiếp tiếp chưa làm. Nó tiến đến kìa. Nó tiến đến kìa. Được chứ. Một thằng muốn ăn đòn kìa. The men are fatigued, sir, and must rest a while.
muốn ăn đòn kìa. Cứ từ từ. Trận này là mình phải The man of fatigue, sir, I must rest a while. Nhau chưa? Nó lại chạy kìa. Không dám bắn, nó lại chạy. Không ẩu được đâu, trận này là 2-1 mà. Mình sẽ phải đánh với 2 thằng. Nó sẽ phải tiếp viện vào tiếp. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Chỗ này, lý thuyết thì đặt pháo được rồi. Tầm bắn hơi ngắn nhỉ? Sao? Ý chú là như nào? Muốn thử đạn của anh à? Chạy rồi. Nếu bắn một tí mà đã chạy rồi. Thôi rồi, làm sao luôn. Binh của nó kìa. Cái binh của nó đang di chuyển đấy. Tiến lên nào. Giờ này quân Đức tinh thần chiến đấu quá cao, chúng nó đều sợ. Mình chỉ sợ hết đạn này. Đến lúc mà hết đạn thì mình không biết làm nào để đánh với nhau cho nó tiếp. Không lẽ lại ban dài. Nó đứng trong rừng, nó bắn chết quá nhỉ. The men are fatigued, sir, and must rest a while.
cái chuyện mà nó tiếp tục vào đấy. Vào tiếp tục mình vòng ra đây. Cái bọn này nó ngu nào ấy. Mình chỉ thấy các cái quân chính quy ấy, nó đánh rất là bài bản thôi, còn các cái đội quân khác nó đánh cũng ngu nào. Chấm bộ binh của nó. Cái viết của nó đang tiếp tục vào. Mà nó cho cái binh nó chơi này. Binh của nó cũng chẳng được.
chưa? Sao mình tắt à? Nó tranh thủ với mình nó tắt súng nó bắn mình áp thế. Chắc phải cho đám kỵ binh này loan súng này. Cùng với kỵ binh đến đây em từ đã cho đơn vị xuống trường lắm tiền lên đây. Thằng trong nhà này thì ít chết đấy, hoặc là vật chất cũng đáng kể. Mỏng hút, ôi pháo nó bắn à? One of our units has used all its ammunition, sir. Hả? Hút đạn rồi á? Chút mẹ hết đạn rồi nhà văn gì? Cờ của mình với cờ nó nhìn giống nhau quá là mình không phát hiện được. Mình nhầm những cửa kỵ binh của mình. Nó đau chóng. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Ừ thôi, ôi quân tiếp viện của nó đang vào cái đây. Được. Được chết. Chúng được đã chết. Ô. Chạy luôn. Tốt. Còn chúng chưa bắn tỉa này nó bắn phát nào là áp chế chúng ta đi qua đấy luôn. Trận này đánh auto thì rất đơn giản vì chúng ta có hai quân đoàn ở hai. Ok à?
tiền đó. We've taken the buildings, sir. Rồi, rút đã chứ đã. Đi đây. Đừng có đông thế nhỉ? Đạn rồi, kệ. Ôi, nếu mà mình chịu được không thì mình hết đạn rồi. Ôi, thì mình hết đạn rồi. One of our units has used all its ammunition, sir. Đây một tay nhiên đã hết đạn. Chắc là chỉ còn mỗi cách là bán ra xuống đây rồi. Ừ, nó tiết kiệm vẫn vào nhiều thế. One of our units has used all its ammunition, sir. Ôi, nó đang chui vào nhà để đánh nhau mình rồi. Nó bắn tỉa đang lên này. Đồng lát, tiếp viện nó cũng vào liên tục.
Rồi, đội trong nhà của mình đang thế nhá. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Nó này. Ui ta. Ồ. Nó đông quá. Mắm tỉa cái thần chiến đấu ca thế. Nó chạy rồi. À, ăn rồi. Ăn rồi, ăn rồi. Ba gà, chiếm lại. Mình mất một đơn vị quân à? Ủa, chiến đấu đến người lính cuối cùng rồi. Bắn tỉa rút tại đây đã. Lấp xong tường đi. Hình như nó hết quân tiếp viện rồi. 2-1 mà. Ôi, quân nó đang tràn lên. Chết mặt. Lúc giờ linh của mình sao yếu đuối thế. One of our units has used all its ammunition, sir. Nó đang tràn lên kìa. Sốc vào anh em ơi. Đã rồi, xuống lên. Nhanh chỗ này thì mới ra cửa. Bay ra thì ăn được trận này 2-1. Và con người chúng ta thì đầy đủ cho lắm. The men are fatigued, sir, and must rest. Ai chà. Đây còn quân rồi. Ra đây. Ăn đâu? Ăn được. Đã làm hết tinh thần của nó đấy. Xong rồi, tiến lên anh ơi. Một thì mình chả sợ đâu, còn 2-1 thì mình khó. 2-1. Our men are running, sir. Chạy hết à? À này, nó vẫn còn này. Xong. Cavalry. Đông quân thế nhở. Hết đạn rồi. Bắn dài cho anh. Ôi chỗ này còn đông quân này, liệu có bắn dài được không? Sao mình phải thích những trận đánh 2-1 thì nó vui. Ôi, đội cận vệ xịn là vào rồi.
cái binh mạnh nhất của Phổ đây rồi. Cái binh lính Cộng Hòa. Hy vọng là không cần phải dùng đến lực lượng vệ binh Cộng Hòa. Chúng mình đang bỏ chạy. Glorious victories, huh? Soon to be yours. Vệ binh của mình còn luôn. Nó bỏ chạy rồi. Ăn rồi, chỗ này ăn rồi. Mình mạnh nhất của một cổ đại bên. Hết sử nó đạn ở đâu. Chúng nó đang bỏ chạy khỏi chiến trường. Chúng nó đang bỏ chạy khỏi chiến trường. Tôi nghĩ là ăn được. Kể cả không có quân tư viện mình ăn được chứ. Rồi xong. Nó đông. Đông quá. Dựng hình hộp rỗng để chống rồi. Heroic victory. Trận này hầu như là chỉ có một, mình có một đạo quân chống hai đạo quân của nó. Đến lúc mình hết đạn thì mình không có cách nào để đỡ được. À, mất đội một đội pháo. Nó đã xong rồi. Rồi, chào em. Về thành, về sức. Một đội pháo, một đội lính phải không? Đúng rồi. Hai đội đấy đều là tử thủ đến cùng. Bereit machen und Befehl erwarten. Niemand wird. Không phải quá đơn giản luôn. Cái thông báo này có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành chiến dịch. Tốt nhất là chúng ta sẽ tiếp tục chiến dịch. Rồi, cướp đã để kiếm tí sàng. Cướp đã để kiếm tí sàng. Chơi được mấy thằng Pháp à? Chơi Pháp xem nào. Nó không chịu. Phát triển cả hải quân. Bán đất để cho thằng Tây Ban Nha. Vâng, chúng ta đánh đến đây thì chúng ta đã hoàn thành chiến dịch rồi các bạn. Có nghĩa là mình đã hoàn thành được cái chiến dịch của quân Phổ rồi. Tất nhiên là mình sẽ đáp ứng yêu cầu của anh em là sẽ thế nào nhỉ? Có một trận hải quân đấu. Bây giờ mình còn một thằng duy nhất, đó là quân Anh. Và hòa bình chiếm đóng đất của chúng ta. Thành này thì mình sẽ sửa. Mình không có ý định bỏ cái thành này. Thành này thì mình sẽ sửa để mình tấn công chống lại thành Thụy Điển này. Khá nhiều tiền nhưng mà vẫn phải để dành để phát triển hải quân. Ba lượt nữa ta cần thêm các cái nhà hải quân. Thanh niên này hai lượt đã có quân đánh nhau à?
Và các bạn có thể xem đây, chúng ta đã hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được đề ra, hoàn thành chiến dịch. Quân của chúng ta đang mạnh nhất về mặt lực lượng bộ binh này, hải quân chúng ta không ăn thua. Kinh tế cũng mạnh, tình báo cũng mạnh. Nâng cái này lên. Rồi, thấy cho mấy thằng này vào đây đứng phát mà chị an êm rồi đùa. Ra đây, khử thằng áo cho anh. Thằng áo còn có mấy quân ghẻ. Đây à? Rồi. Lượt sau đánh vào thành này. Ừ, nó còn mỗi cái thành này với thành dưới thôi. Tự sát đi chứ cái làm gì nữa. Ồ. Quân nó nhanh. Quá lượt. Hay quá. Người Đức đã bắt đầu kiểm soát được vùng biển phương Bắc rồi. Mà căng nhất vẫn sẽ là một trận chiến với Hải quân Anh. Thằng Nga, Lý Quân Anh nhai dép xốp. Không muốn mà bình mình. Muốn hòa bình mình nhưng mà lại đánh nhau với thằng đệ mình. Làm sao có chuyện hòa bình nhỉ? Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Chết rồi, sắp đến mùa đông rồi, không biết nó bảo vệ nổi thằng đệ này không. Sắp đến mùa đông rồi. Sir, eure Befehle? Quân đội của Zira von Butcher. Lượt nữa là có pháo phản lực. Quá. Hai lượt nữa bắt đầu phát triển hải quân. Nó có mấy tướng ở đây nhỉ? Nó một tướng thì ăn được, cho hai tướng thì mình vỡ mồm luôn. Beginnt mit der Belagerung! Sieger ihn oder einer? Siedlung belagert! Tướng này tuy bị thương vong nhưng mà phải lên đây. Der Sieg wird unser sein! Không sợ. Nó không dám phản công rồi, trận này ăn được. Ai... Nó không dám phản công, trận này nó không dám phản công. Chiếm được 4 cái đảo trên này thì ngọt. Ngọt nước. Nào, thằng áo. Những cái trận easy này nghéo tu cho nó nhanh. Trận khó anh mới đánh rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cái việc duy nhất, đó là hải quân. Hủy diệt hải quân Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Cướp được mít tiền.
Männer, vorwärts! Sir! Wir triumphieren! Hơn 700. Tiếp tiền để mua pháo binh, mua hải quân. Bán cảng. Bereit machen! Marsch! Sir, eure Befehle? Lasst das Schlachtsignal ertönen! Thôi được rồi. Giao nốt cái tỉnh này cho thằng Romani. À không. Giao cho thằng Romani. Truppen, vorwärts! Xong rồi. Chả, lực lượng của áo ở đây đông quá. Đứng chỗ này để phục kích. Tàn quân rồi. Từ 9 sao. Còn quân ở đâu mà 9 sao mới chẳng 10 sao. Thành của nó không có quân đồn trú. Xem có khi mình móc lốp ở dưới cũng được nhỉ. Hay quá. Một thằng chết. Easy quá. Chúng ta phục kích được một thằng. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture a region. Thêm một spy nữa. Mùa đông đã đến. Giải quyết nhanh như thế này được. Giải quyết nhanh với thằng này rồi. Bọn này yếu ấy. Bọn này đánh thực sự rất yếu mà. Nhưng mà có lẽ mình chẳng cần phải đánh tay lắm. Ok. Còn khẩu pháo chưa mua được. Pepen ạ. Pepen ạ. Ôi đây này. Mấy thằng Nga. Mấy thằng Nga nó cử thuyền nó đi. Một lượt nữa. Phát triển được. Ủa rồi. Mình còn có mấy công nghệ này thôi. Công trình này đâu à. Chuyển nó thành công trình của gián điệp. Rút quân về nước à? Vừa chạy lên đất của mình bị ăn ambush. Biên giới tận đây mà. Linke Seite, marsch! Bereit machen! Ăn luôn hai thằng này nhỉ? Ăn luôn hai thằng này thì nó chỉ còn đám quân ở nhà này. Quân nó yếu lắm. Ăn luôn, nó
chỉ còn đám tàn quân. Sieg! Vorwärts! Marsch! Auf den Krieg vorbereiten! Vorwärts! Marsch! Ja. Từ đó, cứ hồi quân cho nó đàng hoàng. Không thủ gì phải quá nóng vội. Rồi, hôm nay có thể tuyển quân đầy cuối ngay rồi. Thanh niên này dọa đánh mình. Bereit machen. Siegreich und stolz. Rồi. Ihr ergebenster Diener. Weiter, Sir. Weitere Befehle. Tiếp tục luyện skill. Für Krone und Vaterland. Mà mình không biết mình có cần nhiều hàng lục quân này không nhỉ? Bây giờ, ôi, hơn 10.000 một lượt. Khá nhiều tiền đấy. Sie werden verrotten. Vậy giờ nó chết đói, chết sương. Ai ơi, thành này nâng cấp cao thế. Có cả tường thành nữa cơ. Ai, tường thành thì phải có pháo phản lực. Đây rồi. Tuyển nhiều pháo phản lực mà bắn quả này cho sướng. Có pháo phản lực rồi thì chỗ này có hải quân chứ nhỉ? Một liệt nữa có hải quân à? Thằng Nga vẫn xin hòa bình với mình. Chết nhà nó bắt nó đánh được thằng đệ của mình đấy. Thằng này bị ảo tưởng sức mạnh à? Bị ảo tưởng sức mạnh là dám tấn công mình. Ôi nhưng mà nó toàn rank đều cuối này. Sao nó kiếm đâu ra mà nó lên rank kinh này nhỉ? Pháo 600. Tốt thôi. Thích thì ăn thôi. Thích thì ăn thôi. Xem chúng nó làm trò gì. Đã pháo nó trước. Trận này quân của mình phải dùng lùi sâu. Chúng ta ở chế độ phòng thủ, chúng ta có thể xây dựng được các cái này này. Đấy, nhưng mà chắc mình không dùng đâu, bởi vì mình không công mà, không thể công thành. Tấn công mình trước xem được.
không có tấn công mình trước thì xem bố trí kiểu gì. Tấn công mình trước. Giảm đôi khi để trận phòng thủ đánh nó nét nét tí. Đặt bom. Cái đó là gọi là đặt bom. Nhưng mà chỉ đặt bom được khi chúng ta ở chế độ không phải hành quân mới đặt bom được. Đây rồi. À đúng rồi, hình như anh em là cũng chưa được xem chế độ phòng thủ nó như thế nào đúng không? Chế độ phòng thủ đây chúng ta có thể đặt hai quả bom vào trước mặt. Đấy. Khi mà nó la vỗ mặt chúng ta là nó ăn hai quả bom luôn. Cái đơn vị bộ binh thì chúng ta có thể đặt hàng rào. Sao thì các bạn biết rồi, tác dụng là tác dụng để ngăn không cho kỵ binh nó tấn công. Thôi rồi, ngăn không cho kỵ binh nó tấn công vỗ mặt. Cầm bắn một pháo binh thế đâu. Ôi giời, pháo binh của nó không thể tấn công vào mình. Cho rồi. Bên này hơi bị sát, bên này rộng hơn một xíu. Cây nó có tấn công của mình đâu, làm ra đây á, còn có thể phòng thủ được á. Gì ngon thì lên đây. Bắn cũng tới luôn đúng không? À, nhưng mà nó có pháo 600 mà nhỉ? Mình tính nhầm rồi. Pháo của nó là pháo 600. Pháo 12 ly. Cái này thì lại cao quá. Chưa từ giờ. Ui, khó cái trời nhỉ? Pháo của nó pháo 12 ly. Pháo 12. Pháo của mình có rồi. Có 12 ly thì tầm này chắc cũng không bắn tới. À đây. Nó buộc phải tấn công mà, nó tấn công mình trước. Chẳng mấy khi mình được trận phòng thủ. Infantry.
Deutschland. Melde dich zum Dienst. Wurde ich dann den Leder? Tranh thủ loại bỏ cái khẩu pháo nó á. Quân nó đang tiến lên, nó cũng không tấn công. Khi ở chế độ phòng thủ các bạn mới có thể đặt được cái pháo ở cái trạng thái này. Ngoài ra thì không có đơn vị. Chỉ có trạng thái phòng thủ các bạn mới có thể đặt được như thế này thôi. Và nó bắn cực kỳ chuẩn xác lên pháo để chế độ này nó bắn cực kỳ chuẩn xác. What sir? Đang lã quân của mình rồi. Nhanh cho kỵ binh ra đây phá ngay. Chết rồi, nó không có đường chạy. Bắn thật trượt. Bắn. Pháo này nó bắn chuẩn lắm. Khi mà các bạn để sang cái chế độ cắm làm lô cốt này nó bắn này. Có cái thằng để đứng trên cao ngắm bắn nha, ngắm rồi. Quân địch đang tràn đến. Ngon thì vào đây. Ngon thì vào đây. Quay à. Pháo này bắn siêu chuẩn luôn. Cho kỵ binh nhanh để mình rút về bây giờ. Kỵ binh rồi, nhanh xử lý bọn này cho anh. Sửa luôn. Đùa cái kỵ binh của khổ à. Phá ngay mấy khổ pháo của nó đó. Bắn nhau chưa? Chuẩn bị đi.
anh em chuẩn bị sẵn sàng. À, nó bắn lệch cánh rồi. Sir, sir, our general is under attack. Ôi mẹ đó, nó bắn xuống phía mình. Giải quyết nhanh. Đây này. Không cho khẩu pháo này tấn công mình nữa. Đang bắn nhau à? Ôi, pháo bên này nó lạ chứ. Tướng chạy lên bên này. Nó chả đến đây. Nhanh giải quyết ngay hai khẩu pháo đó. Thêm hai quả pháo nữa. Pháo đạn chui ra. What the? Bắn đạn xuyên. Không được rồi, cho mọi người vào kế đây ngay. Tinh thần chiến đấu cao cực kỳ luôn. Nó đánh thẳng vào pháo rồi nhỉ. Di chuyển quân vãi trưởng nhỉ. Rồi nó bị ăn lựu đạn rồi. Ôi, rank nó cam mình rồi. Mày chết. Lúc này đã. Nhanh, tiến vào đây. Mình đi con đội. Lai đã được rộng rồi. Our men are running, sir. Chúng ta đang tràn lên như đúng rồi. Sông vào, có thích cận chiến rồi anh em. Ôi, nó chơi cận chiến rồi. Rồi, nó cao lắm. We have killed their general, sir. Now they must pay. Oh, come in. Ha 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 ha. Có cái binh thì sợ gì? Một cái binh rồi. Nhanh nhanh, chết mẹ con binh rồi. Our men are running. Nhanh nhanh nhanh, đừng đứng sân nhanh. Con mình chạy hết nơi đây rồi. Tương giao của con mình thì cái binh của mình đã chết chứ. Nhanh. Ồ, 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 ăn đòn, ăn đòn. Ồ, ăn đòn. Sao à? The men are fatigued, sir, and must rest a while. Is there infantry behind us, sir? Binh đẩy qua hàng rào như đúng rồi. Nó xong rồi. Dám tấn công mình trước. Thằng này liều thật.
đây à? Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chạy hết rồi, sợ quá chạy hết rồi. Nó ranh bạc, toàn ranh đời cuối luôn. Nên nó mới chiến áp thế, nó xong rồi. Heroic victory. Heroic victory. May, may giặc nhiều. Chắc mất vài đơn vị quân không nhỉ? May mất. Ồ, mất mấy khẩu pháo thì đằng nào mình thay pháo mà. Thằng ngu. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Này, nó rút ở đây. Xây dựng ngân hàng à? Yeah. Bán cho thằng nào để kiếm thêm tí tiền nữa. 100 ngàn rồi. Đan mạch. Erwarten Befehle. Bereit zu Befehle. Niemand wird uns besiegen. 13 ngàn, rất là nhiều tiền lắm. Chú. Cướp cho nó bỏ. Vorwärts! Marsch! Bereit für Befehle! Hurra! Hurra! Một còn hai. Linke Seite, Marsch! Sir, eure Befehle? Der Sieg ist unser! Hòa bình chiếm đóng. Rồi bây giờ mình sửa đó. Sửa nhà, sửa cửa. À, thằng này nó xây cả tường thành. Hổ báo thế, xây cả tường thành. Phát triển hải quân đã. Đâu rồi? Đây rồi, chúng ta sẽ phát triển hải quân để phát triển cái đệm thuyền này đã. 10 lượt nữa mới có hải quân đầu tiên. Ok, nó lại đưa quân lên đây này. Nicht möglich, Sir. Tugend und Tapferkeit sind unbesiegbar. Ich chết tập thể à? Cái này nó còn một quân đoàn. Lässt sie aus. Siegreich und stolz. Bereit für Befehle. Manöver abgeschlossen. Bereit machen und Befehl erwarten. Thằng áo xong rồi. Cho hai quân đoàn này pin lốt nó là xong. Có thêm một căn cứ hải quân ở đây nữa. Đang phát triển hải quân. Chưa lên được. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. Vâng, cảm ơn chị. Có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Và save lại và đã.